Rồi hello, xin chào cô chú anh chị mình đến cho chân đường Bến Tre ha. Hôm nay em lên con được siêu của chú anh chị. Con này thì chiều cao em đo là 1m05, khoảng 1m05 bò ha chú anh chị. Đó rất là ú bò ha. Lưng dai đít là nở nè, chân sóc là khỏi phải nói tới ha. Đó, không có bú bắp xe xung đúng luôn gì hết. Đầu trụi luôn, được siêu nha. Đó. Được siêu cọp ha. Nè. Đó, nhận siêu cọp chú anh chị. Đây. Thì con này tầm đúng đâu tầm là 5 tháng rưỡi bò ha chú anh chị. Ăn uống cũng mạnh bò hết rồi. Đây, lưng nè, cái lưng đít nó rất là ú bò ha. Đó. Con này thì cô chú chị mà ở gần xa mà mua ha, vỏ béo là cũng ngon, sau này mình để giống nọc cũng được luôn. Xương sóc khỏi phải nói tới nè. Chân cẳng đứng thẳng rẳng ha. Đó. Thì con bò này anh chủ nhà anh bán giá là 11 triệu. Đó, giá chốt tại chuồng ha, không có bao ship nha chú anh chị. Đó, thì mong cô chú chị bảo gần xa ưng ý mua được, liên hệ cho em. À, xương sóc chân cẳng nè. Đó. Giá là 11 triệu ha. Nghe thì nó con này mới khớp mỏ thì nó hơi chào bò một chút. Đây. À, lưng dai của chú anh chị. Nó là dạng bò ha. Con bò này lông nha, nhuyễn nhừ luôn. Rồi đó, thì hồi nãy em gửi nè, gần xa cho bà con của chú mình thấy ưng ý mua liên hệ ha. Thả đòn dài, xương sóc và xương to chú anh chị. Móng sò cùm đứng thẳng ha. Được thì cô chú mua gì mình vỏ béo cũng rất là tốt bò ha. Con này vỏ béo mau phát dữ lắm, ăn uống độ nó ăn uống rất rất dữ bò. Nè. Nó tạm ăn ha chứ chị. Chân cẳng xương sóc luôn khá luôn. Ok luôn. Đó giờ hình ảnh nó mới gửi lại hàng giá cả cũng có báo công khai rồi đó. Thì mong cô chú anh chị mình xem gần xa ưng ý được mua thì liên hệ cho em ha. Mỏ rất là đẹp bò ha. Đó, màu siêu cọp đó, kỳ màu mỏ cái màu rất là đẹp bò luôn nè. Rồi, hết biết cái màu ha. Đến nhà này ghi hình này con bò đực ha, đực kem đầu trụi nè chú vị, đít nè thấy không. Đây đực này được 5 tháng tuổi, ăn uống là mạnh rồi ha. Anh cái này cần bán cần tiền à. Con này thì chiều cao đo 1m12 bò đo nghe không sao đít ha. Đó. Chân cẳng nè chú chị. Đây không có bú bắp xe xuống đúng xuống luộc gì hết nha. Đó. Chú sao nè đực kem. Đây. Đó, anh bán được cái hang. Thì con đực này anh bán giá là 15 triệu của chú anh chị. Đó, giá cực kỳ mềm luôn. Cái đực này 15 triệu nè. Đó. Rỗng rảnh bò hang. Con này thì cô chú gì mua mình vô vô béo thịt ha. Khỏi phải nói tới luôn nè. Sao lại lưng dai đành đông. Thấy không? Rồi. Lưng dai nở nè. Thấy không? Con bò thì F1 ha. Lông dai sắc rạc luôn. Đó. Cô chú chị thấy ưng ý mua thì liên hệ ha. Đây con đít nè ha. Đây đôi đít nè ha. Thác thang bò ha chú chị. Đó, giá tiền đực nè nhỏ, giá tiền rất là yêu thương luôn, 15 triệu cô chú chị. Đó thì cô chú chị phải gần xa ưng ý mua được thì liên hệ cho em ha. Ăn được nè, giá 15 triệu nè chú chị. Chân cẳng xương sóc khỏi nói tới luôn. Đó. Đích viên dài nè. Thấy không? Đây. Đầu trụ lưỡi luôn. Thấy.
được kem, kem đó. Con này nhắc lại chiều cao đo 1m12 bò ra không sao ha. Giá bán là chung nhà bán giá là 15 triệu. Đây đó, thì cô chú chị gần xa ưng ý mua liên hệ ha. Rồi hình ảnh cũng gửi đầy đủ hết đó, mong cô chú xem kỹ đó, ha. Bản đồ đích nè, thấy không, thác thằng luôn. Tiếp tục hình ảnh hôm nay ha, em lên hai bộ, lên một bộ mẹ con với con cái siêu ngá của chú chị. Cái bộ mẹ con này thì mẹ siêu nè, mẹ siêu anh quýt ha, siêu đỏ, con cái kem, con được kem chứ lộn, con được kem ha, được kem được mấy tháng rồi, đó, được kem là tầm 4 tháng bò ha chú chị. Đó hiện mẹ đã vô nọc được 2 tháng bò rồi đó, vô nọc được 2 tháng ha. Nhưng con nè, em quan sát là chân cẳng là mẹ con là hoàn thiện, không có bố có xe xuống lúng xuống lùm gì hết nha chú anh chị. Đây con này con được kem ha, mẹ là mẹ anh quất siêu đỏ nè, đầu tôi lỗ luôn. Hiện mẹ đang ôm con ở lứa nè, lứa thứ hai ha chú anh chị. Hiện bà bò mẹ em đo ngay sái là 1m28 bò đó. Đây thấy không, hiện mẹ đang ôm con nên nó hơi dẻo bò ha, nó ôm con rất là mát sữa luôn, đùi dai đít nở ha. Đó thì tới con bò cái siêu Angus này, cái nghe ha, con này tầm 6 tháng rưỡi bò ha chú anh chị. 6 tháng rưỡi bò, bò bò chị cao cũng được không, con này chị cao đo là một khoảng 1m15 bò chú anh chị ha, 1m15 bò, chân cẳng cũng hoàn thiện luôn, không có bú xe xuống lúng xuống luộc gì hết ha. Đây đó, thì con siêu đỏ này anh chủ nhà anh bán giá đảm bảo luôn, con nhé này anh bán giá là 12 triệu ha chú anh chị, giá 12 triệu. Đây đó, bò hẹn chích ngừa đồ cũng đầy đủ bao hết hoàn thiện ha chú anh chị. Đó, chân cẳng đứng thẳng rẳng không. Rồi giá tiền là 12 triệu ha, cao 1m15, thả đòn rất là dài bò đó. Đây rồi con mẹ nè, mẹ anh quýt siêu đỏ luôn chú chị, thấy các bạn phải không, dài ghê không chú chị, đỏ rực rỡ luôn, chân cẳng luôn hoàn thiện hết ha. À chân trước chân sau luôn chú chị. Đây con nè, đó thì bộ mẹ con nè, chú nhà anh bán giá là 34 triệu bao xếp ha chú anh chị. Đó, 34 triệu bao xếp 100 km. Đó, bao xếp trên 100 km ha. Đây đây mẹ, đơn con nè. Đó, mẹ hay chung chị quay cận cảnh nè, nhắc lại mẹ là em đo là 1m28 bò 2 ngày sái lưng hay chung chị. Đó mẹ nè, nó hơi dẻo bò, con rất là mát sữa luôn, con rồi chung chị. Đây con là đít nè, heo thù nụ luôn đó. Đây đó, thì bộ mấy con này anh chứ nhà anh bán giá là 34 triệu ha, bao xếp ha chú anh chị. Còn chuyện lòi lú là bên em bao là bo là 3 tháng ha, lòi lú bên em bao 3 tháng. Đây chân cẳng nè chú anh chị, theo nó lông da dữ nhừ ha, xoay mặt nè, đây đầu trụ đủ xoay mặt nè chú anh chị. Đó, con này sái lưng hay chồm gì dai chút ha, hay chồm gì lên dai đó. Cái giá tiền này mới đưa ra rồi đó, con mua chúng chị mình thấy nếu mua thì liên hệ ha đó. Mà bỏ mẹ con cái đợt này thì anh chúng bán giá là 34 triệu bao xếp nha của chúng chị.
Còn bên kia con ăn cá anh cốt nghé 6 tháng rưỡi bán giá 12 triệu nha. Đó, hình ảnh này thì gửi đến cô chú anh chị mình xem nha, thấy cái nội dung giá cả mà ưng ý được mua liên hệ cho bên em. Mẹ cá anh quýt mẹ là trời ăn uống đồ hao hụt thiếu ăn nè, con cũng rất là mắc sữa nha. Nó quay tầm xa nè, quay tầm chuồng, quay tầm xa cho cô chú chị thấy rõ mẹ nè ha. Đây còn cái này là chú chị. Đây. Cực kỳ ha, chân cẳng nè. Giá tiền 12 triệu nè cô chú chị. Đó, 12 triệu ha. Mong cô chú chị ở gần xa thấy nghĩ mua hay liên hệ cho em. Để mình sở hữu con bò gì mình giống lại sinh sản hay không chị.